Khách hàng trồng răng implant theo công nghệ cũ thường gặp phải tỷ lệ đào thải trụ cao, rắt thức ăn, thẩm mỹ kém, tính bền vững thấp. Công nghệ trồng răng implant DCT tại Nha Khoa Lạc Việt Intech khắc phục 100% những hạn chế của công nghệ cũ. Cấy ghép implant chỉ với một công nghệ duy nhất O4One, đồng bộ từ quy trình đặt trụ cho đến phục hình răng sứ trên implant, giúp khách hàng có được kết quả trồng răng implant an toàn nhất, thẩm mỹ nhất, bền vững nhất. Công nghệ trồng răng implant DCT được vận hành dựa trên hai kỹ thuật: kỹ thuật vi tuổi X, giả lập hóa đặt chân răng implant; kỹ thuật PDR, cá nhân hóa phục hình răng trên implant. Với kỹ thuật vi tuổi X, công nghệ SmartTech trong kỹ thuật vi tuổi X giúp tầm soát giả lập tổng thể cấu trúc xương hàm của từng bệnh nhân, giả soát cấu trúc vi thể hệ thống mạch máu và thần kinh, tính toán chính xác mật độ tế bào xương từng vị trí cụ thể trong xương hàm, từ đó đưa ra gợi ý giúp bác sĩ lựa chọn được vị trí xương tốt nhất, chính xác nhất. Nếu như trước kia, đặt một chân răng implant đặt vào trong xương hàm phải trùng khớp cả 3 chiều trong không gian là bài toán chưa có lời giải, thì giờ đây, công nghệ 3D Guide ra đời và có đáp án cho bài toán đó. 3D Guide là kỹ thuật được cộng hưởng của hai công nghệ tái lập 3D trên máy cắt lớp vi tính CT con beam và công nghệ sản xuất két cam PMMA. Các implant được tính toán và đặt giả định thông qua phim CT con beam và phần mềm giả lập 3D. Từ mô phỏng 3D trên môi trường ảo, bác sĩ sẽ tiến hành lựa chọn kích thước implant phù hợp, sau đó tiến hành đặt implant vào trong xương hàm và căn chỉnh làm sao để vị trí, hướng và chụp implant đúng với giải phẫu. Sau khi lựa chọn được kích thước, chủng loại, vị trí đặt chân implant lý tưởng, dữ liệu sẽ được truyền qua phần mềm EsoCAD để thiết kế ra một máng hướng dẫn phẫu thuật. Sau đó, một máng định vị và hướng dẫn phẫu thuật được trích xuất và sản xuất bằng công nghệ két cam trên vật liệu PMMA 2.0, không biến dạng, không co ngót dưới mọi môi trường. Công việc còn lại của bác sĩ phẫu thuật sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, định vị máng hướng dẫn chính xác lên miệng và đặt implant theo đúng kế hoạch đã được tính toán từ trước. Chính vì vậy, phần mềm 3D Guide mang lại độ chính xác cao với mức độ sai số 0,001%, từ đó giúp việc đặt chân răng an toàn, mang lại khoảng phục hình tối ưu, đạt thẩm mỹ tối đa cho phục hình răng. Bên cạnh đó, phẫu thuật bằng phương pháp sóng siêu âm cao tần giúp tạo lỗ chờ implant, giúp quá trình cấy ghép diễn ra nhẹ nhàng, không đau, nhanh lành thương. Kỹ thuật PDR cá nhân hóa trụ phục hình và phục hình răng sứ trên implant. Trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa là mắt xích cuối cùng đưa răng implant đạt đến sự hoàn hảo. Apartment Customized được sản xuất bằng titanium thần chất hoặc toàn zirconia, có hình thể giống thân răng của bệnh nhân, cấu trúc đường viền uốn lượn theo bờ lợi của từng răng và từng người. Khác với apartment truyền thống, apartment customized mang lại cho khách hàng 4 lợi ích sau. 1. Thẩm mỹ hoàn hảo. Customized apartment mang lại cho bệnh nhân một chiếc răng implant giống đúc răng thật, cả về thẩm mỹ trắng lẫn thẩm mỹ hồng. Răng mang lại cho bệnh nhân chiếc răng có hình thể giống đúc răng thật vì customized apartment tái lập lại vùng cổ răng giống đúc răng thật. Lợi, tái lập được mô lợi theo đúng giải phẫu của bệnh nhân cả 3 chiều trong không gian, độ phồng trong ngoài, nhú lợi, đường viền lợi. 2. Cảm biến thức ăn tốt hơn. 3. Tái lập hàng rào bảo vệ sinh học, ngăn cản vi khuẩn từ môi trường miệng không xâm nhập xuống phá hủy chân implant. 4. Tránh được rắt thức ăn là vấn đề rất thường gặp của phục hình răng implant. Customized apartment được thực hiện tại Lạc Việt Intech thông qua 5 bước như sau. Bước 1. Thu thập dữ liệu lợi và răng bằng công nghệ scanning oral. Bước 2. Tái lập lại giải phẫu lợi trên EsoCAD. Bước 3. Thiết kế trụ apartment customized, giải phẫu hóa nhân hóa dựa trên dữ liệu giải phẫu lợi lý tưởng EsoCAD. Bước 4. Sản xuất apartment customized, giải phẫu cá nhân hóa bằng công nghệ két cam 50, loại robot thông minh nhất hiện nay. Bước 5. Chuyển apartment customized lên miệng bằng một vít kết nối. Răng toàn sứ 3D Pro Multilayer là loại răng sứ mới nhất hiện nay. Khác với những loại răng sứ hiện tại là được làm từ hai chất liệu khác nhau, 3D Pro Multilayer được chế tác hoàn toàn bằng công nghệ két cam từ 100% zirconia đa lớp, nguyên khối thuần chất. Cho tới thời điểm hiện tại, 3D Pro Multilayer có nhiều thuộc tính giống với răng thật nhất. Độ bền cao nhất trong tất cả các loại răng sứ do khả năng chống lại nứt vỡ, thẩm mỹ rất tốt, màu sắc giống đúc răng thật, có độ trong mở trùng khớp hoàn toàn với men, ngà răng. An toàn nhất cho răng đối và trụ implant bên dưới, không gây sang chấn răng đối, không gây mòn răng đối, giảm chấn cho răng implant và trụ phục hình bên dưới.
khả năng nghiền nát thức ăn tốt nhất, phù hợp đối với phục hình răng sứ trên implant. Một chân implant được đặt đúng vị trí trong xương hàm, kết hợp với một customized abutment và răng sứ đa lớp zirconia 3D Pro Multilayer sẽ tạo ra một chiếc răng implant hoàn toàn giống răng thật, kể cả về thẩm mỹ, chức năng lẫn độ bền. Với công nghệ DCT thì cái việc phẫu thuật thì sẽ được đảm bảo an toàn với cái tỷ lệ sai số chỉ dưới 0,001%, không làm tổn thương những cái cấu trúc giải phẫu quan trọng của cơ thể. Ngoài ra thì cái vị trí của implant thì sẽ được tính toán một cách chính xác nhất về tối ưu về cái mặt chịu lực để khiến cho implant thì có sẽ có cái tỷ lệ thành công cao hơn. Ngoài ra thì về lâu dài răng trên implant ăn nhai sẽ tốt hơn và bền vững hơn. Việc đặt implant bằng cái máng hướng dẫn phẫu thuật thì gần như sẽ không cần phải lật bàn và mà vẫn đảm bảo được cái độ chính xác của implant. Từ đó thì khiến cho cái quá trình hậu phẫu sẽ diễn ra nhẹ nhàng và bệnh nhân sẽ nhanh chóng phục hồi hơn. Với Digital Customize, chúng tôi sẽ sử dụng trụ phục hình cá nhân hóa và răng sứ theo giải phẫu phù hợp với từng răng, từng người. Điều này sẽ đem lại cho bệnh nhân của chúng tôi những chiếc răng sứ đẹp hơn, ăn nhai tốt hơn, thuận tiện hơn. Đặc biệt trong những trường hợp mô loại mỏng, bệnh nhân có nhu cầu thẩm mỹ cao, chúng tôi sẽ sử dụng trụ phục hình cá nhân hóa zirconia. Điều này sẽ đem lại cái kết quả thẩm mỹ gần như tuyệt đối. Được coi là xu hướng mới của kỹ thuật trồng răng implant thế kỷ 21, vậy công nghệ DCT có khác biệt gì với công nghệ trồng răng implant truyền thống? Ưu điểm: công nghệ trồng răng implant truyền thống điều trị được tất cả các trường hợp mất răng, không sưng, không đau. Công nghệ trồng răng implant DCT phát huy những ưu điểm của công nghệ thường, đặt chân răng theo 3 chiều không gian, tái lập được mô lợi, khắc phục tình trạng rắt thức ăn, không làm hỏng răng đối, răng implant giống đúc răng thật. Nhược điểm: công nghệ trồng răng implant truyền thống, đặt chân răng implant không chính xác dẫn đến tỷ lệ đào thải trụ cao, không tái lập được độ phồng lợi, rắt thức ăn, gây sang chấn răng đối, răng implant không có tính thẩm mỹ. Công nghệ DCT yêu cầu tay nghề bác sĩ cực cao, công nghệ hiện đại đòi hỏi trang thiết bị tối tân, cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Lạc Việt Intech tự hào là nha khoa duy nhất tại Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ DCT trong trồng răng implant. Để biết thêm thông tin chi tiết về công nghệ trồng răng implant DCT, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 1900 6421 hoặc inbox trực tiếp cho nha khoa để được tư vấn.